Rồi, quăng ra được thôi. Ok, đây. Ui, em nó đây. Ui, vừa mới quăng ra một phát là có trứng Omega luôn. Quá im. Em này nghĩ là chắc đẻ hơi bị dữ đúng không? Ủa khoan, bờ xe đâu? Bờ xe gì? Bờ xe Phalet. Giỡn hoài. Khoan thiệt, ủa đồ giống cái sắt rồi anh. Nè, bờ xe Phalet trong này nè, bình tĩnh, bình tĩnh. Má hết hồn. Nè, em coi chừng bị delay nha nào. Thì đến em mình có cần xây nguyên một cái nhà bự bỏ mấy con này vô không ta? Cho nên an toàn. Kiểu mà mấy con phanh trứng á. Lát nữa mai mốt sau này mình đánh có cái dòng bảo vệ mà anh. Ok ok ok. Rồi anh ăn cái con này full food luôn nha. Đó 50.000 nè. Chuẩn bị hứng chứng Valet anh ơi. Rồi spam đây. Rồi né luôn nha mày. Né luôn. Phải né. Crash sắp mặt rồi. Chắc cũng không cần nhiều lắm đâu ơi. Đâu chúng ta lét còn nhiều lắm anh. À đúng rồi, cũng cần hơi bị nhiều đấy. Mỗi cái bò là tốn tới 5 chuyến pha lét. Kiểu mà mình bị kỵ với mấy con mà nó đẻ trứng các bạn. Cái gần gần cái rác. Sắp hết trái trắng rồi anh ơi. Em nghĩ là nên bắt cái con gì ta? Tony anh ơi. Tony đúng không? Tony the Dragon. Tony Demolit các bạn. Cho bằng chị bằng em rồi. Đủ rồi đó bơi. Đi qua đi tiếp kìa. Sắm mấy trứng, tám mấy trứng rồi. Đông mà té anh. Hả? Để anh canh nha, em đi farm cái rắn cái. Khỏi khỏi khỏi, nhiêu được rồi. Nói rồi, còn trứng Omega nữa kìa. Trứng Omega, mỗi cái bộ cần có trứng à. Em farm hết cây xưa, thức ăn đó là 50 trứng mà rồi. Hết trái trắng rồi. Nè, trái trắng nữa. Còn 200 mấy mà. 200 mấy đâu đủ đâu. 200 mấy bóng cái út kia hết rồi nè. Con gì em? Con tức. À đi bao ơi, anh quýu rồi. Ok. Ngủ lắm rồi bạn. Thiệt, nãy là tính nghỉ rồi đấy. Đuối lắm. Bài gần cả tiếng đồng hồ mới kiếm được cái con Omega này. Quần nát cái bản đồ. Đây, còn thiếu trứng Omega bao ơi. Hứng chứng anh ơi. Nào, về chứng không?
Ui trời. Mình chỉ ngồi đây bạn, mình chỉ nhìn lén từ xa thôi chứ không dám nhìn gần. Thôi nghĩ được rồi đó bơi. Để em coi giây phút căng thẳng để craft nữa mình lắm. Trứng rồi, 20 trứng rồi, quá nhiều rồi. Nhận kinh doanh online trứng Omega. Ờ, chơi được thêm 23 viên đạn. Nè anh lại lại lấy trứng anh tiếp trước tầng nhà. Trời ơi, nghe đó luôn. Đi bò điết 11 kiếp bò ơi. 11 kiếp bò hả? Ngon dữ vậy ta. Anh lấy hết trứng chưa? Anh lấy hết máu luôn rồi hả? À đây coi coi còn thiếu gì. Em em biết thiếu gì rồi. Thiếu chanh. Thiếu chanh, thiếu chanh, thiếu chanh. Chanh đi, phần chanh đi. Nãy bán hết chanh luôn rồi. Chuyện ngu. Nãy bán hết luôn rồi. Không, nhờ bán hết rồi cho có máu đỡ tốn mà. Chanh có thể farm ra mà. Thiếu cà rốt mà. Chanh. Chanh hay cà rốt anh? Cà rốt, cà rốt. 11 cái bò đem ông đích rồi nè. Cà rốt ở trong này. Rồi tổng cộng là 14 kiếp bò ơi. Đấy chưa chưa máu anh ơi, chưa máu. Gì vậy? Anh chế hết rồi lấy đạn ra bắn Demonic anh. Có đạn Apex nè. Đạn Apex bắn tao nổi. Đúng không nè, còn 77 máu Rimo nữa. Đây đây đếm chế đạn Rimo cho anh bắn cho biết cảm giác đạn Rimo. Cho biết cảm giác nữa. Nè, Rimo này phải không? Đàn đen này phải không? Nè, ra đường viên nè. Cái đàn đen này nó quý. Ô. Dạ. Hết mất rồi mọi. Hết năm, hết năm. Ôi, em vừa mới bỏ vô chế một phát được thêm 9 cái bò là 20 mấy cái bò đem nít tới báo. Ôi, tha hồ cho anh em mình ra ngoài lựa. Không có đi shopping là hơi bị dữ luôn. Ủa anh lấy hết đạn ABS rồi hả? Đúng rồi, nè 23 viên nè, nè chia nè. Đó. Có chưa? Chơi được thêm 6 viên nữa rồi. Tiếu kim măng. Với viên đạn đen, một viên đạn duy nhất. Đâu nãy được anh chế được viên mà. Thì có viên đạn duy nhất anh. Cái kìa thiếu gì? Năm, không có năm, Ray Mix Room á. À thiếu cái Toxic Narcotic đúng không? Đúng rồi. À không. Yeah. Có rồi, ngon 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 ngon. Ở trong mấy con thú đúng không? Đúng rồi. Chế em anh chế bao nhiêu viên này? Vài viên thôi.
Chưa lại đây mình chế cái bồ đây mua đích. Chơi giữ bảo. Nó chế tới cước luôn anh. Tụng 15 giọt. Anh nữa nữa. Còn thiếu trứng pallet. 23 cái bồ. Thôi vậy đi đi quần trước cái đi tính đây nè. Rồi ok. Anh lấy nữa đi, anh lấy 11 viên đi. Chàng xịn quá, bắn lỡ hụt uổng các bạn. Chuẩn vô bắn anh ơi. Đi chim Ronnie rồi, đi đi đi. Đi đi đi, lên trời cái đi ngủ rồi. Diệt rồi, đi 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 đi. Qua xa mạc anh ơi. Đây 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 đây. Ui, lẽ ra là tính đi ngủ quan giờ này 2 giờ sáng bà luôn rồi đó. Quay clean. Một gửi. 1:40 rồi. Ui, chơi từ lúc 10 giờ đêm tới giờ các bạn. Ui trời ơi. Ghiền, mai 3 tập luôn. Úp sắp mặt, edit sắp mặt. Không, hay là úp một, tại cái tập một tiếng khỏi gần cắt các bạn, một tiếng đi tìm cho mấy em coi. Quay cả dòng, cả dòng. Thôi rồi, mắt luôn. Quay vòng qua luôn. Hai thằng cứu mà à, em thấy cũng được anh Phương, em thấy khỏi cắt luôn cho mấy bạn hiểu cảm giác mà một tiếng đồng hồ. Có hai anh em an ủi với nhau. Đi kén đi tìm cái con Opera. Anh sắp đi ngủ rồi đó. Chơi game gì mà nó cực chứ không? Vừa than khóc hồi đảo vô hang rồng. Thấy luôn rồi. Mà kiểu thanh niên đó là thánh đại chứng luôn á. Dữ chứng hơn cái con Saco đó. Ui. Ui. Beat Dolores. Anh đứng trên đầu. Đâu? Tony Dragon cấp 72, 9 kibo. Nhiều. 65 kibo. Gì 65 kibo chứ gì? 672 anh ơi. Rồi 672 thì thôi ly. Nhưng mà mình kiểu không có bóng bằng đạn rim không. Có con chó nè. Thôi chó bắt gì anh chó ngu bò. Bắt về đây anh sủa. Chó bắt về giữ nhà quá. Ôi 672. Chứ con em mới nói quá. 65 cái bồ đúng không anh? Đúng rồi 65 cái bồ. Bây giờ tạm thời bắt con tầm khoảng chừng mười mấy hai chục kiếp bồ chứ các bạn. Để giúp anh em mình giết mấy con rival pha máu. Ờ nếu mà giết con rival hay là bắt cái con cá sấu không? Cá sấu đứng gần. Thế nè. Ờ. Hơi bị nhưng mà đánh ra nó hơi đuối nha. Nếu mà mình vậy thì mình tính giết Origin luôn anh. Không, thực ra là cái con cá sấu cấp đôi siêu chết là vẫn căng Origin được đúng không? Căng được nè. Căng được. Cứ bay đi. Đây là tự nhiên Tony rồi cũng hơi bị hiếm đó. Tự nhiên cái vợ hiếm Tony kỳ ta. Toàn thứ dữ luôn nè, 624 nè, 61 Kippo nè. Sao? Sao ta? Khó quá anh. Mấy ông khoái vẫn khoái hơn thì. Ôi có con 27 cái bộ này báo. Nhiêu? 27. Nhưng mà đủ đạn không? Mình còn 24. Đó, đủ cái bộ không? 24. 3 cái bộ nữa hả? Hồi nãy 4 cái bộ nữa hả? Nhưng mà vậy không đủ. Đủ. Hết máu anh ơi, hết máu remo rồi. Demonit đó bà nãy bảo rồi đừng có chế nhiều quá cấm cái đầu vô chế giữ vô. Bây giờ thấy tào lao chưa giờ đi dài thêm nào máu dài thêm bây giờ là 86 nè nhớ vị trí đi 86 là đến chạy về nhà thử. Kiếp bồ đúng không anh mới thấy còn 25 kiếp bồ đúng không 27
27 ha, sao em thấy con 25 nè. Đâu, con đâu mấy? 89 sao hài. Con 85, 66. Con có em nhiều điểm đam. Con em hả? Con em 42 điểm đam. Con này 51 điểm đam à. 51 điểm đam hả? Bên em 42 điểm đam là cao nhất luôn á. Điểm cao nhất là điểm này đến ra cao nhất là 51 điểm đam, điểm cao nhất. 86, 86. Tám sáu 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 hả? Ba điểm ơi, bây giờ thiếu rồi sao? Giờ ông kia đề xuất á là ổng giết rồi mình đi, mình lấy con Terry mình farm. Thấy con Terry quanh rồi. Ủa? Tony cao vậy? Ôi, có con Demonic Tony mát lét luôn nè bao. Có anh ơi. 70 kipo. Rồi 27 kipo. Ôi, bắt con của anh đi, con này của anh luôn. Con cái giết mốt để trứng được luôn. Ờ, mà nó xịn nữa. Rồi Phan đợi anh cái, để anh chạy nhà cái. Phan áo bắn nha. Em sao đủ sức để bắn anh, nói gì. Ủa súng em nhiêu phần trăm ta? À, 500 mấy nè. 500 mấy mà không đủ sức rồi. 46. Nãy mình có máu Apex nữa, nó bảo giật tay lại rồi. Chế quá chế. Chế. Ở kia, ông kia sử dụng cái con Tony giết đi anh em, mình sử dụng cái con Collect Farm. Hợp lý chứ không? Căng à? Không đủ rồi. 5 26 đâu đủ anh. Đây còn 15 nè. Thiếu chiếc pha led. Còn thiếu một cái nữa, một cái bộ nữa. Em đang đàm phán. 5 rim loot nữa thôi, 5 rim một loot nữa thôi. Cái đàm phán sao ra 5 rim một loot nữa thôi là anh em mình hốt con đó ơi. Trời ơi. Để em tìm cho anh ơi, bình tĩnh. Chịu cái gì thể... ác chứ mày. Quá tự nhiên chế một chỗ vô. Âu cấp đầu chế mấy đạn đen bắn cho dữ. Phải rồi. Ủa mấy cái trái trắng đây đâu rồi? Ờ, trong rộng anh. Có máu đi mọi nơi. Đi. Con thê đi của anh đâu? Em quay về nhà đi, quay về nhà đi. Em về nhà rồi. Nè, gì em sờ băm cái trứng đi. Sờ băm có 15 trứng mà không thấy hơi ngán luôn. Về đây nè, anh đi qua cái tọa độ em chát thì anh thấy không? Đâu? Qua cái tọa độ của em chát á. Rồi, 46, 29. Ồ, đúng rồi, anh giết ổng, không có ảnh gì rồi. Có đem thánh phong long thế các bạn. Ok. Tọa độ mấy ta? 46, 29. Ủa, 46, 29. Gần nhà mà. Đâu? Nó qua đâu? Qua chưa? Anh hỏi không qua chưa? Qua chưa em? Anh tới rồi. Ê,
Đây đây Phú ơi. Đây 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 đây. Đâu con cá mập lên một đâu bảo. Đây 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 đây. Nè cá mập đi một đây nè. Đây đêm ơi. Đây nè. Đây nè, đây nè, alo 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 alo. Đi hoan. Đây nè. Đây đây đây, nó đây, nó đây, xử nó đi, xử nó đi. Vô nó vô. Con ngựa mình đi xuống nước được không ta? Hoài wow, 190 mấy. Đòi à. Chị đòi phải không? Chị đòi. Nhưng mà có cái quan trọng nữa anh ơi. Sao em? Hết chanh. Không đủ mà, đủ. Hết chanh rồi. Nó chế thêm 4 kiếp bồ nữa cực vậy sao ta. Alo đây nè em ơi, alo. Có 3 kiếp bồ rồi, gom lắm được 3 kiếp bồ. Ủa? Ok, hàng 95 đó bạn. Hàng 95. Hàng 95 em ơi. Ok anh. Chơi game hài vãi rồi. Đúng rồi em, mai farm tiếp. Chơi game kinh tế quá không? Sao anh? Kết hợp kinh tế quá không? Nhưng sao lại có ăn chứ. Rồi ok, đem hết. 20 mấy anh? 26, một kiếp bồ duy nhất đúng ơi. Hai trái chanh nữa, mới gán nặng hai trái chanh nữa. Em đang ráng đúng anh ơi, thiệt luôn á. Nặng được một trái rồi đó. Ráng nặng thêm trái nữa đi. Ê, đủ rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nè, được trái nào. Đủ rồi. Đúng cực luôn rồi. Chạy qua bến con Harry đem một đít mất tiêu. Cái game mà chưa bao giờ vui tới vậy. Rồi chết hết đạn đi mồ nha anh. Dây. Nữa không? Nữa. Ok, trên luôn. Bảo nó khoái đạn đen nữa mày. Nó khoái đạn đen. Giờ mình Từ tự nhiên chế lọc nách gì vậy? Em bắn lọc nách giờ đạn em lọc nách bắn đã lắm. 700%. Em anh nữa. Ok. Vô đi anh ơi. Ê anh còn có 10 viên hả? Ủa? Nè em tổng cộng bao nhiêu viên? Bây giờ quăng qua hết ra đi là chia đôi. Trong súng em là đang có 8 viên rồi đó. Trong súng anh có 8 viên không? 10 viên. Trong súng anh á 10 viên.
18 viên, tổng hết là 18 viên phải không? Tổng hết 18 viên hả? Em tổng hết là đang 15 viên, em mới dùng ra cho anh thêm á. Rồi ok thôi đi. Vẫn thì chỉnh nghe. Chờ nghe tâm rồi. Máu không, tiền không, đó không đó em. Chữ anh, máu là tiền là bạc. Đạn là máu đó. Tiền nông không kêu bắn hụt sao được đúng không anh? Không mà đúng là chơi đêm khuya mà tự nhiên tỉnh ngủ luôn vậy. Về. Bắt con này anh em mình test quanh tạc thế giới rồi trời ơi. Em đi tuổi cho nó sủi. Sủi. Không mình test xong rồi test nhẹ cái em sủi xuống đi. Anh okay, test đi. Okay. Anh kêu muốn đột quỵ luôn. Trời quá trời mà. Nãy giờ mà kiểu mà ngồi 4 tiếng đồng hồ mà không di chuyển, không đi đâu luôn. Không đi uống nước, không gì hết. Không đi uống nước, không đi giải bài tâm sự gì luôn rồi. Phải chưởng. Hai thằng giết cho thành thánh cày game mẹ luôn. Mấy quên rồi ta? 86 86 Ây. Anh thấy chưa? Tới rồi, chính xác luôn. Đứng trên nã vậy ta? Em bắn một viên cái nha. Anh chuẩn bị tinh thần cho em bắn á. Khoan, từ từ. Nó có bắn lên không ta? Nó có bắn lên không? Có chứ, nó bắn lên chứ. Bắn nha. Khoan, để anh khai quả đầu tiên thử bảo. Em mới khai quả đầu tiên chứ. Em là lông nách mà. Từ em lông nách không? Đầu, em bắn đầu đúng rồi. Bắn nha. Khoan, từ từ, để anh chọn vị trí, chọn vị trí. Thì rồi ok, bắn đi. Từ từ, bình tĩnh. Nhiều à? Không ai kém vậy, đang đen đó hả? Đen đen á, quá yếu dữ à. Trời ơi, 79k, trời ơi, 84k nó tuột kìa. Bắn ai bắn bộ dầu vô đây cho nó không tụt. Nó có bắn lên không vậy? Lên. Được rồi. Rồi. Học phải không? Cái gồi, cái lời gồi đó. Còn không là mình bòi từ từ vô nó còn tăng nữa. Bòi từ từ rồi. Nói sao nó đi dưới chân thấy gớm vậy? Nẹt lên cái chắc. Rồi, hụt mẹ viên rồi. Đừng hụt, xác đừng hụt, em hụt viên rồi. Đang đèn bị bắn. Bắn lục ách khó quá. Bắn đèn sniper đi. Nó đi dưới chân còn khó chịu quá. Kẹt hay kìa ơi. À hụt. Ui. Nẹt chết. Nẹt em đôn từ lên nha. Em đôn từ từ, đôn nhẹ nhẹ đi, bắn nhẹ nhẹ đi, sao đâu. Lướt đâu rồi. Hết hồn. Ê, má hụt luôn các bạn. Đừng dắt nó, đừng có dắt nó qua ô con remote nha. Sao remote đâu? Dít. Góc đẹp. Dính. Nó me rồi đó, nó quê rồi đó. Dính. Dính bơi. Bòi luôn đi bơi. Không bắn liền, anh nó không sợ anh em mình. Chạy rồi. Ơi, nó qua con remote ơi. Nó qua remote. Xỉu ơi. Đâu mà chạy thẳng qua remote kìa. Đem.
Đúng, nhẹ nhàng, từ tốn bao. Vũ xuống khe luôn rồi. Tem đi anh, tem đi anh. Mà đi coi tình hình. Ôi. Má nó cắn cái đít chết. Hẹt con bà nó ngu. Mấy con chó, mấy con chó à. Sao ổn anh? Ổn, 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 ổn. Wow, lên được thêm 131 cấp nữa ơi, 130 cấp nữa. Rèn quá rèn. Mày kiểu mà đạn đen mà bắn nó còn vậy đó trời. Đen mà bắn á. Trời có con cấp 624 cái bên luôn kìa. Nhìn nó đen mà. 64 cái bồ. Nhiêu? 64 cái bồ. Từ từ đi. Yeah. 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 Ta luôn em ơi. Ơi, về nhà thôi. Căng cả thế giới. Cái gì đâu đúng không? Về chơi. Đem về nha. À mà Phan, ở nhà mình đâu có da Apex. Có. Ôi da Demonic đủ không? Thì lúc trước em vẫn có. Anh coi trong bàn đi màu đủ không? Để coi thôi. Đủ luôn. Mày nhớ là đủ. Ủa con đem con nít đâu? Con em cầm. Em về tới nè. Con đó có chiêu tự quỷ gì không ta? Con khó đâu à, tự quỷ. Đem kia tay luôn hả? Thôi, à, ném đây rồi sao mình đem đi được? À có cách, có cách. Có cách. Đi pin. Đi pin. Đem đi. Vài có trứng luôn em ơi. Nhiều máu vậy ta. 3 triệu 8. 3 triệu 8. Ngon. Chắc thằng đạp chứ đi không. Ủa sao lên sao anh? Ủa sao tự nhiên được hồi máu chùm được? Em á, em cho con này nè. À hàng chi ngon đi. Ui đó đó chết mẹ tụi mày. Ôi. Phan, kiểu mà anh nên gọc năng lượng lên được không ta? Nẹt đi anh, thử đi. Đâu lên. Rồi, được luôn. Rồi, nát game. Anh có đem thay đi không? Mấy cái combo này khủng khiếp. Có luôn em ơi, đứng, nè, đi cao cao lên. Cái này mình phải bắt thêm con pallet nữa. Em gấp con thay đi, anh gấp con này. Đi kiếm mấy con remote thôi mời. Chưa gọc năng lượng nữa bao. À đây quánh thường cái rồi, quánh thường cái rồi. Giết chào cái bên nữa nè. Giết thì lép. Đâu? Né ra tí.
Ôi sao không xuống cảm sát nó kìa. Chết luôn. Chúng tôi có đồ không? Có. Có chào cái bên này. Còn có chút đồ không? Cháy quá méo thấy gì hết. Có kìa, có kìa. Kinh nghiệm lớn. Ngon. Thôi đẩy mấy con đi một chích chơi á. À, gì vậy? 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 À không 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 không. Nó đang nổ. Em không gấp được. Ok. Đó, rồi lên đây mới nổ nè. Hợp lý á. Kìa con gì vậy? Con gì có lửa kìa, con gì có lửa nè. Đó con gì vậy? Con gì chừng quá hả? Heo heo. Cứ đổ đó em ơi. Không thấy đường thấy trái luôn anh ơi. Có cái đồ. Thầy em. Con bình kinh nghiệm á. Có nhét vô hết đây anh cho nó có bình kinh nghiệm rồi. Ôi đâu rồi, sao mấy cái trời ơi giờ mới lòi con cái nè. Thôi nè ôm Omega. Ờ đó có Omega loot kìa, thấy không? Có đúng rồi, nhưng mà em chưa biết, em không nhớ là nó chế gì á. Nó dùng để chế gì là ta Nova gì đó. Không có em coi rồi. Có mà, lúc trước nhớ Bitcoin gì đó. Coin Nova gì là sẽ cần Omega mà. Ủa? Sao mấy thằng khước kia đâu hết trơn người ta? Mấy thằng đèn kia dứt hết. Đèn anh, đèn mấy cái anh. Này gáy nè. Này đi Indo đi quanh tạc thế giới luôn. Đi quanh tạc thế giới luôn. Đi đánh bom. Là thấy gấm thấy con Valet này rip này ngon anh. Quá ngon luôn, ngon xịn luôn em ơi. Mày đó không biết gì sao nó chết luôn các bạn. ơi dám chọn nó thử không anh, chọn nó thử không mình chơi lại nó đâu. Không anh đứng xa anh chọn nó thử cái thử ơi. Ủa nó đâu rồi? Nó hiện ra kìa. Bay gần lại. Nếu dám bay gần rồi anh ơi. Dịch tiêu diệt nó luôn ơi. Bay ra, có chuyện nước phun. Được, thấm lắm ơi. Thấm. Nó đâu ta? Nó dưới chân nè, em té xuống là coi như anh em mình đang cướp. Wow, em té. Nó có cái chiều té hú đó nha. Hiểu không? À, anh em mình hạ bệ được đó là ngon đúng không? Mãi ghê quá vậy, chua bãi liền á. Ghê quá anh ơi. Em sợ gì? Em sợ. Đó, nó thấm máu kìa, thấy không? Nó trừ máu nhưng mà em sợ. Em kìm cái góc nào ngon ngon đi. Thả trên nước tiết rồi. Anh cứ nẹt đi, được đó ơi, giết con đó là được hai cái con kia triệu hồi đó. Nhưng mà giết con kia là phải có tên Origin. Thì cứ từ từ. Tên Origin chế được mà. Rồi nó rồi. Chừng nó chơi kẹp vụ anh em mình ấu ỉa nha. Chùi. Chỗ đam đó. Thực ra là anh em mình chưa đủ đam để giết con này thôi.
nếu mà giết được lâu, giết lâu á, giết được thì mình cũng lâu anh ạ. Ủa bị giết nhiều dữ á. Để giết chân nè. Đâu hay hay mình đi tìm khác nè. Mình đi luyện cấp tiếp đi bro ơi. Luyện cấp thêm họ đi đủ mạnh đó. Giờ còn yếu quá. Biết mà tăng được bao nhiêu điểm đam nữa rồi. Nhìn thấy không bao? Thấy vậy. Bảo ông nhầm là thấy con anh tăng được nhiều điểm đam. Không, đâu, 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 đâu. Kiếm con Remo giết kìa. Con Remo là con Origin á. Hiện tại giờ anh em mình cần được con Origin rồi đó. Còn anh cần Origin mạnh. Kiếm cái bình mắt kinh nghiệm khá là ngon. Này có con Silas nè. Giết nó luôn, giết được một. Có sáng không? Đốt 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 đốt. Anh đến đây anh tăng nha. Anh bảo ok nha. Ok. Ấy nha. Dạ. Có túi đồ không ta? 186 điểm. Túi đồ. Có 2 bình kinh nghiệm. Quăng vô, quăng vô. Cho nó uống rồi mời. À, 186 điểm đam nè. Ok. 96. Cứ dồn vô mắt đam trước đi ha. Này mình giết con Origin. Máu me đồ để tính sao thôi. Hồi nãy em thấy con Origin với con kìa, đây đây, phía trước kìa, phía trước kìa, phía trước kìa. Cao lên. Cao lên đi Bảo, nó quanh đường ấu nghĩa đi Bảo. Cũng chó mà. Có mà nó farm được gì? Máu. Đâu có ở máu. Origin chỉ có một máu đi mộ mà. Kìa. Đâu đâu. Con gấu hả? Gấu đó. Ok để chỉnh bắt siêu lên. Có luôn, có luôn. Rồi có ấy kìa, có đồ anh đây, chứa đồ con Origin á. Có bịt mắt không? Không thấy. Nè, có thứ đồ nè. Đâu? Đây. Rồi, nè, thứ đồ đây nè. Có gì anh? Có bình kinh nghiệm lớn với cái nón. Đội vô cho đẹp trai anh. Rồi thu con này vô nha. Thu là con hồi đi. Quăng không được á. Ok. Lấy đồ trong túi đồ gì anh? Rồi xong rồi. Tắt nội. Ôi lên 95 cấp rồi. Ê coi bao nhiêu điểm người ta phan lại tăng điểm cái. 227. Nó có cần ăn bịch kinh nghiệm đúng không? Phan để coi. 239 nữa nha, từ từ.
chục hai bịch kinh nghiệm vô rồi đó. 252. 252 đỉnh đỉnh nó nữa nè, trong máu vậy nè. Đạt chăng 254 à. Máu với stamina. Máu đi. Nhớ gì ta đó, đi ta đó. Má Spirit nữa. Con gì á? Spirit. Chết em ơi, Spirit đấy. Đồng máu đi anh ơi, đồng máu. 14 triệu máu hay là 1.4 triệu máu vậy ta? Rồi, 14 triệu rồi đó. Ok, ngon. Bên đây hết Origin rồi, nếu nhớ là bên đây hết Origin rồi. Bây giờ đảo nhầm kiếm mấy con Origin. Nè, có Opera nè. Ồ, lén nữa nè. Eagle, chó. Con đồ á. Kiếm mấy con Origin giết bye. Ok, à, này mình sẽ có được đồ xịn á. Có đồ, đồ mà. Ôi, hai bịch lớn luôn mà. Mình lên tí nữa mình. Giữ mấy bịch kinh nghiệm lên cho mấy kia đi. Con này sắp full nè, với con Ririn nó chấm full. Giờ bay về ha, trên đường bay về nếu có thử luôn. Chứ giờ bên đây em nói nè. Ririn là vô gần đỏ bao nhiêu lắm, bay ngang gần đó. Ừ. Đẹp trai ta. Giờ không quánh anh em mình nè. Hai giờ ơi, ta li hết luôn. Đá 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 đá. Đá 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 trước mặt kìa. Cậu. Cậu hết mấy ngày cái bên nha. Cao lên nha. Quánh con nấu vậy hết. Ôi trời ơi, người đã luôn các bạn. Con chim trực điện. Ê, con mà. Quánh nào nó chạy nha. Chạy đi em gấp nó bỏ chạy đi bao. À, nó đang có nổ, để em kêu nó đi theo. Đúng. Trời, chết luôn rồi. Trời, cùng chèn được chèn mấy chiều điện nó báo. Điện, trời ơi, nó giật cái cơ. Ôi. Dạ. Ủa, em nhớ vị trí anh không vậy? Không, không. Ủa, anh chụp hình, anh có chụp hình lại không? Không, anh nhớ nó tọa độ này là xây cái mét gì. Để em giải cứu con. À, giải cứu đi, giải cứu đi. Chết mẹ, không té đây đi. Ây da, con Abed. Ổn chưa? Ổn rồi, em đang chế bét anh ơi. Chế bét hả anh? Em bay lại tới chỗ này cũng được đúng không? Nè, có bét rồi nè anh. Em phải gấp con Tony nữa mà. Bắn nó đi. Nghe con chim điện đúng tay hai phát đâu. Dừng. Bỏ mồm quá. Nó cầm phải xin nè. Vô nhá cuộc đời. Chỗ này luôn anh. Đó, anh nghe có gì kìa. Còn đó là con gì á? Không có ống nhầm thì không? Ê, con chim nữa kìa. Ui. Hên đó. Rồi, gỡ anh, tắt nổ, tắt nổ, nhắm lên. Rồi, tắt rồi, tắt rồi, tắt rồi.
Rồi anh tắt nổ, anh tắt nổ ơi. Anh đâu? Nè, chứ nè, bên đây nè, sau lưng, nè. Con anti-fat trước kìa. Né không, con anti-fat đó nó cũng giật nữa đó. Chưa nhặt được anti-fat, chưa nhặt được anti-fat. Coi chừng mấy con chim điện nữa đó bơi. Báo. Kéo nguyên hội đồng nó ra luôn. Quá giật rồi, ngon lần thứ đầu của con anh đi phát ra rồi. Anh xuống đây này em đọc nhỉ, có không, có anh đi phát không? Có đứa đồ con Origin không anh? Có, có chứ. Làm gì á? Làm gì á? Đó. Rồi, cung cấp luôn rồi. Anh có 1 triệu máu. Chờ, hồi máu anh cái, hồi máu anh cái. Okay. Coi cái túi đồ nãy của anh đâu rồi. Rồi nha, phát hiện cột sáng cho em nha. Sáng cho anh. Chưa thấy. Nó đồ cũng xinh xinh. Chưa thấy luôn ha. Hồi nãy anh đứng mình thấy không? Chết 2-3 lần nữa, không biết nó còn sáng không ta. Tao vị trí đầu tiên tao mấy chị điện. Ôi em nghe tiếng gì chạy nha. Ánh sáng của trời. Máy giờ nó tắt hết luôn. Hả? Em vừa đúng. Bị lắc hả? Đúng không? Có đâu. Đúng 3 giờ nó tự động tắt. 2:30 vậy. 2:30 hả? Ờ, 2:30. Thế thôi canh canh đi. Nè nè, túi đồ đi anh. Dạ, nhưng mà đây giờ túi đồ đâu nè, không thấy. Không thấy luôn hả? Nó ở chỗ nào ta? Mắc túi đồ không được không ơi, trong đó toàn là súng xịn đúng không? Đây, đưa riff lên đây. Anh đâu anh, đồ đồ nhiêu? Anh không biết đồ đồ anh đâu luôn. Rồi, chết mẹ rồi. Chỗ hồ nước ơi, má bị con ấy nó quánh trốn rồi. Hồ nước bự luôn hả? Ờ. Ta đổ. Ta đổ, ta đổ thôi. Ta đổ này là 50, 50, 58. Không có cái gì bay được không? Em gửi đi, em gửi đi, em đi quanh lạc đi. Cái gì? Anh gẫu em theo. À, đi. Chứ không lẽ anh bỏ em lại. Anh bay vòng vòng lên trên kia, em nhớ là trên kia á. Hướng lên nó giống như hướng này đâu. Được rồi. Hướng này mà. Hướng này hả? Đâu phải, hướng nãy trên kia mà.
em mới chạy ra con khung cho máy. Rớt 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 rớt. Có con anti-fat đây nữa nè boy. Ôi anh hồ. Đừng nổ nha, nổ nổ anh gấp không được. Thằng ơi. Đây à. Bay cao lên anh, không biết cây. Cột tán thì cao. Đâu ta? Bay người xuống dưới. Chạy ở đây là hồi nãy chạy chỗ thoát mới bên đây mà em chạy ra luôn được. Làm đi hướng nào? Không phải à? À đây 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 đây. Wow, ngon quá. Lẹ nó lên lẹ lẹ đi ngủ ở đây không muốn. Đêm dài lắm. Gì thôi, gì thôi. Đêm dài lắm mộng. Yeah, mấy con này là bá chủ thế giới đó bạn ơi, trời mà chi tiếp không ơi. Quá trời đuối rồi. Con này của anh em mình cảm giác mạnh hơn mấy của mấy ông kia luôn đúng không? Mấy ông kia ông cao 6 cho mấy, 6 cho mấy à. Ôi, bắt được con 6 cho mấy hả? Lô cấp là 9 cho mấy rồi đó. Wow. Ôi ôi. Không, kiểu mà lúc đầu kìa, con khai đầu anh em mình bắt gì là mạnh hơn con khai đầu của mấy ông á. Mà căng được OG là thấy khỏe lắm á. Mày tiến tới Nova các kiểu á. Nova. Bắt thằng con Demonic là căng cả thế giới. Không, lúc đó em sẽ cầm Led hoặc là Demonic thì em tăng cách đánh. Ờ. Không, tại vì Demonic nữa mình tiến quá lên pha lệch mà. Thì cũng phải đánh vào Nova. Rồi ốp các bạn ơi, mà chi tiếp các bạn ơi. Thả nó về ốp. Cứ tưởng nó là công cốc rồi đúng không? Không có thành tựu gì luôn. Nếu mà đêm nay không bắt được con Omega là đúng thì không có tới vậy đâu. Không có được gì luôn. Ui ui. Đã. Anh em mình đi chung về quanh tạc cả thế giới đúng không? Đánh bờ cũng chết nè. Hả? Đánh bờ cũng chết. Quay, này thành tựu gì của ta. Con nào không ổn thì thu hay là ốp luôn em ơi. Dễ rồi đó. Ốp các bạn ơi, mai chiến tiếp. Hay